Xin chào quý vị và các bạn. Thời gian gần đây thì rất nhiều anh em nhắn tin gọi điện cho tôi cũng như là tranh cãi rất là gắt gao trên mạng xã hội, trên những cái diễn đàn lớn về cái vấn đề là chơi giải mã sử dụng dây tín hiệu quang hay sử dụng dây USB thì nó hay hơn. Thì ngày hôm nay tôi sẽ chia sẻ một chút về cái kinh nghiệm của bản thân cũng như là có những cái trải nghiệm riêng về hai cái dòng dây này khi tôi test và sử dụng qua rất là nhiều những chiếc đầu giải mã rồi, từ 24 bit cho đến 32 bit, để cho quý vị và các bạn có thêm một cái nhìn khách quan hơn về sử dụng hai cái sản phẩm, hai cái loại dây này. Thì có một vấn đề đó là hiện nay thì trên tất cả những cái đầu giải mã đều sử dụng đều có hai cái cổng PC USB và optical, nhưng thường là cái cổng quang optical này thì sẽ bị giới hạn cái tín hiệu cái thông số hơn là chiếc PC USB. Thường là optical này cổng quang cao thì cũng chỉ khoảng 24 bit và 192 kHz đã rất là cao rồi anh em nhé. Mà thường thì với những cái nguồn nhạc mạng ở Việt Nam hiện nay ấy, không phải nguồn nhạc tuyển chọn mà phải mua ấy, thì cũng không thể nào chơi hết được cái thông số 24 bit. Còn những với những anh em nào chơi nhạc lossless thì anh em sẽ quan tâm hơn đến cổng quang và cổng USB, vì cổng USB này luôn luôn nó có những cái giới hạn rất là cao. Ví dụ như con này cổng USB của nó giải mã lên đến 32 bit và tần số lấy mẫu là lên đến 768 kHz. Có vẻ anh em nghe cái thông số thì đã thấy là nó áp đảo hoàn toàn so với cổng quang rồi, nhưng đấy không phải là một cái vấn đề chính thì chúng ta có thể kết luận luôn được là cổng PC USB hay hơn cổng optical. Có thể trên một khía cạnh, một phương diện nào đó, nếu chúng ta nghe cùng một bản nhạc chất lượng cao trên hai cổng này thì có thể chúng ta sẽ có thể phân biệt được. Nhưng đôi khi chúng ta chơi nhạc mạng xuống qua cổng quang hay qua cổng USB thì nó là cái gu sở thích của mỗi người. Có thể quý vị và các bạn nghe bản nhạc vàng cắm qua cái cổng quang này thì cái âm thanh nó sẽ ngọt ngào, mềm dẻo, chính xác. Nhưng chúng ta nghe những cái bản nhạc nước ngoài, những cái bản nhạc sân khấu thì khi chúng ta cắm cổng quang này nó sẽ không thể nào, trường âm nó sẽ không thể nào rộng mở, âm sắc nó sẽ không thể nào sắc nét bằng cổng USB được. Điều đấy nó là cái điều hết sức bình thường vì đó là cái gu nhạc của mỗi người anh em nhé. Cho nên một cái nhìn khách quan ấy là không có, thường là không có những cái anh em, và quan trọng ấy là đánh giá hai cổng này nó phải qua cái gu âm nhạc của mỗi người đấy đều chắc chắn. Còn về thông số kỹ thuật, anh em chơi nhạc chất lượng cao thì đương nhiên anh em vẫn ưu tiên cổng PC USB hơn, vì đương nhiên là nói một cái khách quan ấy thì ví dụ một chiếc dây cáp quang khoảng tầm đây, một chiếc dây cáp quang của Hitachi khoảng tầm 190.000 và một cái dây cáp quang của AudioQuest 280.000. Về cái mặt lý thuyết là nó chênh nhau về cái giá tiền, nhưng về cái chất lượng thì thực sự kể cả những cái dây 320.000 như thế này, những dây quang thì cái chất lượng để mà quý vị các bạn nghe để mà phân biệt được cái độ khác biệt ấy, nó là rất ít anh em nhé, rất là thấp, nghe rất là khó để có thể phân biệt được đấy. Vì thế vì sao dây quang cũng đắt thì cũng chỉ khoảng vài triệu anh em nhé, hơn một triệu, vài triệu một dây quang. Nhưng USB thì đổi ngược lại, có những cái dây USB hãng họ làm lên đến 6-7 triệu một cái, chục triệu một cái anh em nhé. Đấy là một phần về lý do vì sao cái dây USB này hay được anh em gọi là sử dụng để chơi nhạc lossless hơn. Vì đây sẽ cho anh em xem cấu tạo dây quang thì đương nhiên là sử dụng lõi là sợi silicon thủy tinh. Đấy, sợi silicon thủy tinh nó truyền ánh sáng, cho nên là về cái độ chính xác mềm dẻo và trung thực thì đương nhiên là cái dây cáp quang gọi là nó rất là vượt trội rồi. Nhưng về cái độ đây, còn về dây USB thiết kế của nó thì anh em có thể thấy này, anh em có thể thấy không, bên trong là một lớp lưới chống nhiễu rất là dày, và bên trong thì dây USB là thường có 4-8 lõi anh em nhé, thường có 4-8 lõi, và nó truyền được cái tín hiệu thì nó cũng rất là ổn định và chống nhiễu cực kỳ tốt. Anh em thấy này, có cả những cục lọc chống nhiễu ở đây đấy. Nên là về hai cái dây quang và dây USB thì thường thì anh em nào muốn biết nghe dây nào hay hơn ấy, thì anh em dùng cả hai bật trên cùng bản nhạc, trên cùng một DAC, em thấy dây nào hay hơn thì anh em nghe dây đấy nhá. Đấy là một cái chia sẻ nho nhỏ về cái sự lựa chọn cho anh em. Đấy là cách dễ nhất, tai chúng ta phải nghe, phải kiểm chứng anh em nhá, không thể nghe ai nói được cả. Anh em chơi audio anh em đừng nghe ai nói, nghe ít thôi, xem ít thôi. Đấy, chúng ta quan trọng là chúng ta phải mua, chúng ta phải cảm nhận. Đấy, DAC thì bây giờ có hai cổng, anh em về anh em bật cả hai lên, anh em nghe cái nào hay hơn thì em nghe cái đấy. Thế là một cách dễ nhất anh em nhé. Chứ còn thông số kỹ thuật này, tất cả tần tần mọi thứ nó chỉ là trên giấy tờ thôi. Tôi có rất nhiều anh em mua những con giải mã về không hề động đến cổng quang, lại chỉ chơi USB xong rồi
bảo là chắc chắn là Nguyễn B2 hơn, nhưng khi anh em chơi thử cổng hoa anh em là ui nghe cái bản nhạc này nó hay thế, nó rộng cái khung 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 sân khấu nó rộng mở, nghe cái bản nhạc bolero nó ngọt ngào, nó mềm dẻo đấy, nó chi tiết, thì anh em bảo ôi đấy hay thế. Còn có những em thì mua dây quang về xong chuyển sang dây USB cắm vào nghe những cái bản nhạc nước ngoài, nghe những cái bản nhạc jazz, nhạc sân khấu, nhạc cà phê, lại cảm thấy là cái trường âm, cái độ chi tiết của dây USB hay hơn. Thế nên chơi USB điều đấy hết sức bình thường anh em nhé. Đấy là hiện nay thì cách lựa chọn dây USB ấy, thì nó rất là nhiều vô vàn, nhưng mà quan trọng là anh em phải mua những cái dây nó chính hãng. Một là dây theo máy, mua DAC thì thường nó sẽ có dây theo máy. Anh em muốn nâng cấp lên thì anh em mua những cái dây nó chính hãng, và nó chính hãng, quan trọng nó chính hãng được đảm bảo. Còn về dây USB thì tôi sẽ không đi sâu vì nó rất nhiều giá anh em, thị trường rất nhiều giá và nó rất là đắt. Và USB hiện nay thường nó có hai chuẩn, một chuẩn là hai đầu USB DAC, một chuẩn hai đầu USB và một chuẩn phổ thông hơn. Một chuẩn phổ thông hơn đó là đây cho anh em thấy, đó là cái cổng ngôi nhà đây này. Đấy, cổng ngôi nhà. Đấy, đầu USB, một đầu USB, một đầu USB này. Một đầu USB và một đầu là một đầu USB và một đầu là hình vuông vuông này. Đấy, hình vuông vuông anh em thấy này. Đấy, nó có hai chuẩn như vậy. Anh em xem cổng của mình là loại nào thì mua về dùng thôi. Còn về cái phần dây quang thì tôi cũng đã nói rồi, với những cái sản phẩm mà dây quang thì chúng ta quan trọng là cũng phải mua dây quang chính hãng, đảm bảo chất lượng, không mua hàng độ chế. Tất cả những dây này, dây quang thì độ chế nó khó hơn dây USB, là anh em tuyệt đối không mua hàng độ chế anh em nhé. Mua hàng zin chính hãng, đảm bảo chất lượng nhất. Từ cái những cái mối hàn đến những cái chi tiết nó phải liền mạch với nhau. Còn dây quang này thì đương nhiên là dây đúc thì sẽ khó làm nhái hơn, nhưng anh em vẫn chọn những cái nơi tốt để mua những cái dây quang xịn chính hãng để anh em sử dụng cho nó yên tâm anh em nhé. Tôi bảo rồi, về với những cái dây quang này, dây quang Hitachi này dài 1,8 m, tôi đang bán với giá là 190.000 đồng bao ship anh em nhé. Đây, từ những cái đầu quang này, từ những cái đầu quang quang nó sáng bóng, em thể thấy đó, em thể thấy, cho đến những cái dây audio quét bãi Mỹ đầu rắc bằng kim loại anh em nhé, dài 2 m, đây tôi đang bán với giá 280.000 đồng. Đấy, em thấy. Đấy nên là cái gu sở thích của mỗi người, gu âm nhạc của mỗi người thôi. Chứ còn là anh em tranh cãi trên mạng thì chẳng có lời giải nào cả. Vì là đây tôi đã từng được trải nghiệm trên một vài cái thiết bị thôi. Đấy, một vài cái thiết bị, một vài cái sợi dây như này thôi. Thì trên thị trường nó còn vô vàn loại. Thì chúng ta không thể quyết định được là tôi chơi cái dây quang này lại hay hơn dây USB kia, hay là tôi chơi cái dây USB hơn, lại hay hơn sử dụng cổng quang. Thì điều đấy nó là rất là khó lý giải anh em nhé. Gọi là không có câu trả lời đấy. Anh em thích nghe cái nào thì anh em nghe thử, cái nào hay thì anh em chơi. Đấy, còn tranh cãi nhau để làm cái gì, nó mất thời gian ra anh em nhé. Mình cứ phải đôi tai mình cảm nhận, mình nghe mình thấy hay thì nó là hay, đến gu của mình, chứ mình không phải nghe ai cả anh em nhé. Đúng thì thôi đấy, rất nhiều này. Còn anh em là muốn mua những cái dây quang dài thì đây, dây quang Hitachi dài 5 m, tôi đang bán với một giá rất hấp dẫn cho anh em, 360.000 đồng một sợi anh em nhé, dài 5 m cho anh em. Còn anh em nào cần những cái dây quang cao cấp thì đây, dây quang của XLO bãi Mỹ giá 320.000 đồng, dài 1,5 m, chiều dài vừa phải. Nếu mà anh em cần những dây quang dài hơn thì đây. Còn dây quang cao cấp thì tôi có một thằng này dành cho những con DAC cao cấp đắt tiền của anh em mà muốn sử dụng những cái cổng quang nó đạt được cái truyền tải tín hiệu gọi là siêu dẫn, đạt được tối đa, thì anh em sử dụng cái dây quang Ultralink này giá 650.000 đồng anh em nhé, dài 2 m. Ultralink này, cái Ultralink này thì quá là nổi tiếng rồi, không cần phải nói nhiều đến cái hãng này nữa rồi. Ultralink, tất cả những cái dây quang này đều là dây quang hãng anh em nhé. Dây quang thì không thể độ chế được, nên là anh em hoàn toàn yên tâm để có thể sử dụng những cái sản phẩm này. Đấy, còn dây USB thì đa số là mua DAC là sẽ có sẵn dây theo máy rồi. Còn anh em nào chơi sâu hơn, muốn nâng cấp thì anh em mua thêm ở trên mạng anh em nhé. Còn đây tôi cung cấp rất nhiều những loại dây quang. Đấy, anh em có thêm những sự lựa chọn cho dàn âm thanh nhà mình. Vừa rồi là một vài những cái trải nghiệm và những cái so sánh, những cái đưa đánh giá nho nhỏ và mang tính cá nhân của tôi. Anh em có ý kiến đóng góp nào thì vui lòng để lại phía bên dưới giúp tôi. Còn số điện thoại của tôi là 0931 655 426, tôi sẽ giao hàng toàn quốc, anh em nhận hàng kiểm tra rồi mới phải thanh toán anh em nhé. Rất nhiều những cái sản phẩm dây quang, dây tín hiệu cho anh em lựa chọn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi video. Đừng quên bấm vào nút like và nút đăng ký kênh để ủng hộ và không bỏ lỡ bất cứ video nào tôi đăng lên mỗi ngày. Còn bây giờ xin được gửi lời chào và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo. Xin chào.